làm cho máu không đủ cung cấp các oxy cho mô. Vậy thì mấy anh chị thấy á, là mình học đến sinh lý á, là trong cái máu của mình á, thì nó sẽ có thành phần là huyết cầu và huyết tương ha. Thì trong huyết cầu nó sẽ có ba cái thành phần mình cần quan tâm tới, đó là bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu ha. Vậy thì bài thiếu máu này là nó sẽ đề cập tới cái số lượng hemoglobin là trong cái phần hồng cầu nha mấy anh chị. Thì trong mỗi hồng cầu nó sẽ có những cái chuỗi hemoglobin ha. Thì những cái chuỗi này á, nó sẽ có những cái nhân hem nha. Trong những cái nhân hem nó sẽ có cái ion sắt hai. Rồi cái ion sắt hai chính là cái ion mà nó làm tăng cái ái lực với cái oxy ha. Nó giúp cho những cái chuỗi hemoglobin này trong hồng cầu nó vận chuyển oxy đến cho cái mô nha. Vậy thì thiếu máu là cái tình trạng mà nó giảm cái hemoglobin. Vậy thì giảm hemoglobin nó sẽ dẫn tới cái hệ quả là nó sẽ làm giảm vận chuyển các oxy ha. Nó giảm cung cấp oxy cho các cái mô. Vậy thì theo WHO vào năm 2001, người ta đưa ra các ngưỡng thiếu máu đối với từng cái đối tượng. Và đối với nam á, thì hemoglobin dưới 13 gram trên đề thì là thiếu máu ha. Còn đối với nữ thì dưới 12 ha. Đối với cái đối tượng là phụ nữ mang thai và người lớn tuổi á, thì dưới 11 nha mấy anh chị. Rồi, cái này là mình không có đưa vô trẻ em ha. Mình đang học ở đối tượng là người trưởng thành. Rồi, vậy thì về lâm sàng của cái thiếu máu á, thì người ta chia thành thiếu máu cấp và thiếu máu mạn đó anh chị. Vậy thì trong thiếu máu là chia thành thiếu máu cấp và thiếu máu mạn ha, thì nó sẽ biểu hiện lâm sàng khác nhau. Vậy đối với thiếu máu cấp thì thời gian mà bị thiếu máu á, là nó dưới 2 tuần nha. Thời gian thiếu máu dưới 2 tuần. Vậy thì cái biểu hiện sẽ là nó làm giảm các cái oxy mô ha, nó giảm cấp các cái oxy mô. Vậy thì nó gây giảm oxy mô cho cái cơ quan nào á, thì nó sẽ biểu hiện các cái triệu chứng ở cơ quan đó. Vậy mà anh chị thấy á, là máu mình á, nó đi tới khắp các cái cơ quan hết. Vậy thì trong trường hợp thiếu máu nó sẽ biểu hiện ở hầu hết các cái cơ quan luôn nha. Tuy nhiên thì có những cơ quan mình thấy được các cái dấu hiệu, còn có những cơ quan mình không có nhận biết được các cái dấu hiệu ha. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ có những cái biểu hiện trên da niêm này, trên tim mạch, trên thần kinh à, thì mấy chị thấy là đối với da niêm á, thì khi mà đã thiếu máu rồi, thiếu thiếu các cái hemoglobin rồi, thì da bệnh nhân họ sẽ xanh xao ha, da sẽ xanh xao. Ở các cái niêm mạc như là kết mạc mắt nè, như là niêm mạc miệng nè ha, thì mình sẽ thấy nó nhợt ha. Thì thường mình sẽ nhìn vào cái da bệnh nhân và nhìn vào cái kết mạc mắt, nhìn vào môi, nhìn vào niêm mạc miệng của bệnh nhân á mấy chị, mình thấy nó nhạt nhạt ha, thì cái đó là dấu hiệu thiếu máu ở trên da niêm. Còn đối với tim mạch thì khi thiếu máu như vậy á, thì nó sẽ giảm cái cung cấp oxy cho các cái cơ quan, thành ra cơ thể mình sẽ có cái cơ chế bù trừ bằng cách nó tăng nhịp tim ha, để làm tăng cái cung lượng tim lên á. Thì khi tăng nhịp tim như vậy thì bệnh nhân họ nhịp tim nhanh, họ sẽ thấy dễ thấy hồi hộp ha. Nhịp tim nhanh quá thì họ thấy đánh trống ngực ha. Rồi và khi mà cái tim nó làm việc nhiều như vậy mà nó vẫn bị thiếu máu ha, vẫn bị giảm vận chuyển oxy, thì cái người bệnh họ nhanh mệt ha, đặc biệt là cơ tim nó cũng mệt luôn. Rồi về thần kinh thì do là giảm cung cấp oxy cho các cái tế bào não, thì thành ra có bệnh nhân họ sẽ có cái triệu chứng là họ nhức đầu, chóng mặt, là u tai hoa mắt ha, và họ dễ ngất. Khi mà thiếu oxy quá thì họ dễ ngất đi. Rồi trong một số trường hợp mà bị thiếu máu nặng đó anh chị, thì có thể gây ra tình trạng sốc luôn. Thì trong sốc nó sẽ có những cái triệu chứng như là mạch nhanh nè, huyết áp tụt nè ha, tri giác thì vật vã, lơ mơ, có thể hôn mê luôn ha. Rồi tay chân thì sẽ lạnh nha, cái tay bàn chân ha, thì bệnh nhân họ sẽ lạnh, họ có thể tiểu niệu là tiểu ít lắm anh chị, hoặc là vô niệu luôn. Thì đây là những cái triệu chứng của giảm tưới máu các cơ quan lắm anh chị. Thì khi mà cái lượng máu tuần hoàn không có đủ ha, thì cơ thể mình sẽ co các cái mạch máu ở những cái cơ quan ít quan trọng và ưu tiên máu đó tới cho những cái cơ quan quan trọng. Trong cơ thể mình thì có não nè, tim, phổi là những cái cơ quan quan trọng được ưu tiên hàng đầu nha mấy anh chị. Vậy thì ngoài những cái cơ quan này thì những cái cơ quan khác á, các cái động mạch nó sẽ co lại ha, các cái mạch máu nó sẽ co lại. Thì khi co máu à, co mạch ở các cái tay chân á, thì tay chân nó sẽ lạnh nha, tay chân của bệnh nhân nó sẽ lạnh ha. Rồi co mạch ở thận á, thì sẽ thiểu niệu ha, hoặc là vô niệu luôn. Rồi tim mạch thì
Thường bệnh nhân họ sẽ tăng cái nhịp tim lên để bù trừ lại, để bơm máu ra bên ngoài ha, để nó giữ ổn định cái cung lượng tim á, thì mạch sẽ nhanh nha. Rồi nếu mà vẫn thiếu máu nữa thì tuy là đã ưu tiên máu cho các tế bào não rồi, nhưng mà nếu trong trường hợp thiếu máu quá ha, thì bắt đầu nó ảnh hưởng lên những cái tế bào não luôn, tế bào thần kinh luôn, thì làm cho bệnh nhân có những cái rối loạn tri giác như là vật vã, lơ mơ, hôn mê ha. Thì sau đó thì vẫn thiếu máu nữa thì bệnh nhân họ bắt đầu là tụt huyết áp luôn mấy chị. Các cơ chế bù trừ để giữ huyết áp nó không được nữa thì bắt đầu là huyết áp nó sẽ hạ dần, hạ thấp dần và tụt, rồi sau đó mình sẽ không đo được luôn ha. Vậy thì ở đây mấy chị thấy có nhiều triệu chứng vậy á, nhiều triệu chứng trên các cơ quan vậy ha. Tuy nhiên thì cái triệu chứng mà sớm nhất đó mấy chị là cái mặt nhăn nha. Mấy chị đợi chút thì mình axit nó chị khác qua. Mạch nhanh là cái biểu hiện sớm nhất của sốc nha mấy chị. Mấy chị lưu ý cái đó ha. Thành thử đối đối với những cái đối tượng họ có những cái bệnh mà có thể dẫn tới sốc á, thì khi nào mình thấy họ đang bình thường, trước đó là bình thường ha, mà tự nhiên cái mạch họ nhanh ha, hoặc là họ đến với mình mà cái mạch họ nhanh hơn cái ngưỡng bình thường, thì coi chừng bệnh nhân này có thể vô sốc sau đó nha mấy chị. Mạch nhanh là biểu hiện sớm nhất của sốc ha. Rồi khi mạch nhanh đó mấy chị thì huyết áp chưa tụt đâu nha, khi nào mà mạch nhanh chính là bù trừ, là cơ chế bù trừ ha. Còn khi nào mạch nhanh rồi mà nó bù trừ không có nổi nữa thì lúc đó huyết áp nó mới bắt đầu nó tụt nha. Rồi sau khi huyết áp tụt rồi á thì mạch nó bắt đầu nó cũng có thể chậm dần, có thể mất luôn ha, có thể mất luôn, mình bắt không được mạch luôn nha, nó nhanh quá và nó nhẹ quá mình bắt không được mạch luôn ha. Như thì ở đây á mấy chị thấy là các cái biểu hiện của thiếu máu cấp nó là cái biểu hiện ở hầu hết các cái cơ quan ha, nó là biểu hiện của giảm tưới máu hầu hết các cơ quan, và nặng nhất thì bệnh nhân có thể vô sốc luôn nha. Rồi đó là thiếu máu cấp. Còn về thiếu máu mạng thì thiếu máu mạng là nó là do tình trạng thiếu máu diễn tiến lớn hơn 2 tuần mấy anh chị. Thì thật ra cái con số 2 tuần đây á, nó cũng tương đối thôi mấy anh chị, nó còn phụ thuộc vào các cái bệnh lý của bệnh nhân nữa ha. Vậy thì khi mà mình hỏi bệnh nhân họ thiếu máu bao lâu rồi á, thì đôi khi bệnh nhân họ không có biết, mà kêu là tôi mới phát hiện ra thôi, thì tôi đi khám nha. Thành thử mình không biết là họ trước đó họ đã thiếu máu bao lâu rồi, mình sẽ không có định hướng được là họ thiếu máu cấp hay thiếu máu mạng. Tuy nhiên là cái này nó cũng không có quá quan trọng lắm anh chị. Khi mà người ta đưa ra cái từ cấp hay mạng á, là để cho mình có cái hướng giải quyết thôi ha, mình giải quyết phù hợp với cái tình trạng của bệnh nhân thôi. Vậy thì thường lắm anh chị, cái cấp á thì thường nó là những cái nguyên nhân mà nó gây ra mất máu nhiều ha, mất máu nhiều, mất máu nhanh ha. Thì trong trong thời gian sớm bệnh nhân họ sẽ có những cái biểu hiện liền và họ đến với mình nha. Thành thử mà mình phải có cái hướng điều trị tích cực cho bệnh nhân, mình phải hỗ trợ, có thể là mình phải truyền máu, truyền dịch cho bệnh nhân luôn ha. Rồi còn thiếu máu mạng thì thường nó diễn tiến là vì một cái bệnh gì đó mà nó diễn tiến lâu dài, nó mất máu từng tí ha, từng ít nó mất máu lâu dài, thành ra bệnh nhân họ có thể là họ đã thích nghi với cái mức độ thiếu máu đó rồi, họ thích nghi từ từ ha. Thành ra trong quá trình là mình điều trị cho bệnh nhân mình cũng có thể từ từ được nha. Tuy nhiên thì cái này không, khi mà mình nói về cấp hay mạng á, để mình có cái hướng điều trị thì không chỉ dựa vào thời gian đó mấy chị, mà mình phải đánh giá trên bệnh nhân ha. Thì nếu mà bệnh nhân họ mất một cái lượng máu nhiều á, hay là họ bị thiếu máu nhiều trong thời gian ngắn á, ha, thì thường các cái biểu hiện nó sẽ rầm rộ nha, các biểu hiện nó sẽ rõ ràng rầm rộ ha, tại vì cơ thể của họ nó chưa thích nghi được nha. Còn thường cái nếu cái bệnh đó nó diễn tiến lâu dài mà nó mất ít ít á, thì cơ thể nó mất thích nghi từ từ ha, nên mình chỉ thấy là bệnh nhân họ ít than phiền hơn nha, và mình phải tập trung mình đi kiếm thì mới thấy các cái triệu chứng ha. Vậy thì trong thiếu mạng á, cái biểu hiện của thiếu máu nó cũng biểu hiện ở hầu hết các cơ quan, tuy nhiên là bệnh nhân họ có thể họ không có quan tâm tới luôn ha, họ thích nghi, họ không biết, họ không quan tâm tới, và khi mình hỏi ra họ ngồi họ hồi cứu lại hoặc là họ xem xét lại thì họ mới phát hiện ra nha. Ngoài ra thì mình phải đi khám để mình tìm các cái dấu hiệu đó. Thì mấy chị thấy là ngoài cái chuyện các cái biểu hiện thì nó còn làm thay đổi các cái cấu trúc cũng như là thay đổi các cái mà nó thay đổi nhẹ về mặt sinh lý của các cái cơ quan luôn ha.
Vậy thì ở đây mấy chị thấy về da niêm á, thì bệnh nhân cũng có da xanh niêm nhợt luôn ha, tại vì thiếu máu. Rồi bắt đầu là nó sẽ làm biến đổi cấu trúc lưỡi ha, ví dụ như là lưỡi bệnh nhân sẽ mất gai nè ha, biến đổi cấu trúc móng làm cho móng bệnh nhân thì móng thì trắng hơn, lõm hơn ha, rồi tóc thì dễ rụng hơn ha. Rồi về tim mạch thì mấy chị thấy là tim thì cũng tăng nhịp tim lên ha, tuy nhiên là cái mức nhịp tim lên nó tăng từ từ nha, nó cũng trên ngưỡng bình thường, tuy nhiên nó không quá nhiều như mấy chị, nó không quá nhanh ha. Rồi đôi khi bệnh nhân họ sẽ có cái cảm giác là hồi hộp đánh trống ngực nha. Rồi nếu tình trạng này kéo dài á mấy chị, tuy là bệnh nhân họ thích nghi từ ha, nhưng mà luôn trong cái tình trạng là thiếu máu, trong đó có thiếu cung cấp oxy cho các cơ tim, thì một thời gian dài vậy á, các cái cơ tim nó hoạt động mà nó thiếu oxy á ha, thì nó dễ vô các cái bệnh lý như là suy tim ha. Rồi về hô hấp thì bệnh nhân thường họ sẽ thở nhanh hơn và thở nông hơn ha. Thì họ thở nhanh hơn cái này là vì là họ phải bù trừ lại cho cái vận chuyển oxy á mấy chị. Bây giờ thiếu hemoglobin để vận chuyển oxy thì cái lượng oxy được vận chuyển nó thấp, thì thành ra họ phải thở nhanh hơn để nó cung cấp nhiều oxy hơn ha. Khi họ thở nhanh, nhịp tim nhanh vậy thì cái vòng mà cái tốc độ tuần hoàn nó sẽ nhanh hơn nha. Thì đó là chính là cơ chế mà nó bù trừ là nó vận chuyển oxy tới các cơ quan đó ha. Rồi còn về thần kinh thì họ cũng có nhức đầu ha, cũng có chóng mặt, ù tai. Tuy nhiên thì bắt đầu nó ảnh hưởng trên các cái chức năng của các tế bào thần kinh luôn. Họ sẽ có thể là họ thấy trí nhớ gần đây họ bị giảm ha, trong những tháng gần đây, trong những năm gần đây họ giảm hơn so với những năm trước đó nha. Và khi họ họ nghe một cái gì đó, tuy là họ rất rất muốn tập trung nhưng mà họ lại lại không có tập trung được ha. Rồi mấy chị sẽ quan tâm tới công việc của họ ha, quan tâm tới có thể họ còn làm các công việc còn tốt hay không, hay là về cái chức năng thần kinh nó suy giảm làm cho họ ảnh hưởng tới công việc cũng như là cái sinh hoạt của họ nha. Rồi đối với tiêu hóa thì vì nó giảm giảm tưới máu tới các cái ống tiêu hóa ha, thành thử là nó cũng giảm thu giảm bài tiết các cái chất cái dịch tiêu hóa ra, làm cho bệnh nhân họ ăn thì nó chậm tiêu hơn, cảm giác chán ăn, buồn nôn nôn ha, và tiêu chảy, tiêu hóa không được thì nó sẽ đi ra tiêu phân làm cho bệnh nhân tiêu chảy ha. Rồi về nó cũng ảnh hưởng trên chức năng sinh dục luôn, thì đối với nam mấy chị thì nó sẽ làm giảm khả năng sinh dục ha. Còn đối với nữ thì nó sẽ làm rối loạn kinh nguyệt nha. Thì còn đối với xương khớp thì mấy chị thấy là do nó giảm tưới máu tới các cái khớp, ở cái khớp á, thì thành cũng giảm cái lượng hoạt dịch ở trong cái khớp đó ha, làm cho khi mà cái khớp nó ma sát với nhau á thì nó dễ bị tổn thương nha. Mà khi nó tổn thương rồi á thì tưới máu nó không đủ ha, nó cung cấp không đủ oxy, thành ra những cái chỗ này, những cái tổn thương nó cũng chậm lành hơn, thành ra bệnh nhân họ dễ bị đau khớp ha, họ dễ bị mỏi cơ nha. Thành ra mấy chị thấy là đối với cái thiếu máu cấp á, thì nó biểu hiện chủ yếu ở các cơ quan như là thần kinh nè, tim mạch nè ha. Còn đối thần kinh tim mạch với ở ngoại biên nha. Còn đối thiếu máu mạng á, thì nó có nhiều cái triệu chứng hơn và nó biểu hiện ở hầu hết các cơ quan luôn. Tuy nhiên là cái này mấy chị phải đi hỏi ha, mấy chị phải đi hỏi kỹ bệnh nhân, phải đi khám thì nó mới ra, chứ đôi khi bệnh nhân họ sẽ không có để ý và họ than phiền với mình. Rồi đây là một cái hình ảnh của bệnh nhân thiếu máu mấy anh chị, đây là một hình ảnh của một người luôn mấy anh chị. Mấy anh chị thấy gì ở người này? Cái da bên đây màu trắng là do cái da của họ mấy anh chị, còn cái đây nè, người ta soi mắt, người ta chiếu cái đèn đó, người ta chiếu cái đèn vô nên cái da nó bị màu vàng của cái đèn nha. Rồi mấy Mắt anh chị không thấy có bệnh mạch nhân này máu mắt không có mạch máu ạ mắt không có mạch máu, mà có nè mấy trắng chị, cũng có mạch máu nè. nó ít hơn nhưng mà nó trắng thì mắt nó trắng bệnh ra Rồi có nghĩa là cái niêm nó nhạt mấy chị ha. đúng Rồi đây là cái niêm mà mấy chị, người ta xem kết mạc là chỗ đây với chỗ đây luôn nha mấy chị. Tuy nhiên á, khi người ta xem kết mạc mà của thiếu máu, người ta hay xem ở đây, người ta giặt cái mi dưới ra, người ta xem ở đây ha. Cái mi dưới lại cái chỗ cái niêm mạc ở đây nè, nó nhạt ha. Đây là cái niêm nhợt đó mấy chị. Rồi còn thấy gì nữa mấy chị? Chị đang nói về mắt nhờ cô. Nói về ba cái hình này luôn, mấy chị thấy cái gì? À, cái lưỡi ấy, nó kiểu lưỡi nó như cô vừa giảng ấy là nó không có gai ấy.
nó bị trơn đấy, nó lưỡi trơn hơn, nó láng hơn. nó Rồi, còn gì nữa không anh chị? Rồi mấy anh chị thấy ở cái hình này nè, mấy anh chị thấy cái người phụ nữ này ha, cái da họ xanh ha, da họ xanh nhợt nhạt ha, da xanh niêm thì nhợt nha, vạch ra thể niêm nhợt ha, à, da họ xanh rồi ha, cái môi họ cũng có vẻ là không có hồng hào ha. Rồi khi mà mình khám á mấy anh chị, đây nè cái môi của họ nè ha, nó nhợt luôn. Rồi khi mà họ khám, mình khám trong niêm mạc miệng của họ, mình sẽ quan sát cái niêm mạc miệng ha, có thể quan sát cái niêm dưới lưỡi luôn. Rồi mình quan sát cái lưỡi của họ nè, cái lưỡi của họ nó nhợt hơn so với bình thường ha. Rồi trên cái lưỡi đây á, thì nó láng so với người bình thường. Cái này là tình trạng thiếu mạng đó mấy anh chị ha. Thiếu mạng thì thường là tri giác bệnh nhân nó bình thường lắm mấy anh chị, nó ít. Còn thiếu máu cấp á, tại vì nó thiếu máu một thời gian ngắn á, thì mình cái tri giác bệnh nhân nó nhanh thay đổi hơn nha. Còn thì thường là cái tri giác nó ít thay đổi, mà bệnh nhân hay có biểu hiện của cái tình trạng là giảm trí nhớ nè, giảm tập trung nè ha. Thì đây mấy chị thấy là cái người bệnh nhân này bị thiếu mạng nè ha, bắt đầu những cái tư lưỡi á, nó bị mất rồi ha, cái lưỡi bệnh nhân thì bóng hơn nha, láng hơn ha, mất những gai lưỡi rồi ha, và nó nhợt, da niêm thì nhợt, xanh nhợt ha. Ở hình này mình thấy gì mấy anh chị? Móng tay lõm, da bàn tay thì không hồng hào ạ, thiếu máu. Móng tay chưa kia Có anh chị nào thấy gì khác nào Có sao tay hả cô? sao chị Anh nhợt nhạt thấy cái tay. thấy nhợt nhạt rồi mấy anh chị nhìn trên hình này hơi, cái hình đầu tiên á là niêm nhợt thôi ha, nó giống như cái hình trước, niêm nhợt ha, niêm cái mặt mắt nhợt. Cái hình yêu á là cái móng tay mấy anh chị, nó có biến đổi cấu trúc móng tay rồi, thì thường có những biến đổi này thì là thiếu máu mạng á mấy anh chị nha. Ví dụ mình không hỏi được thời gian bệnh nhân bị thiếu máu, tuy nhiên mình nhìn trên các cái triệu chứng là mình đoán thêm đó là thiếu máu gì ha, thì nó có biên độ cấu trúc này, thường là thiếu máu mạng mấy chị. Cái móng bệnh nhân lõm nữa ha, nó dễ lõm, nó dễ gãy ha, bên đây vậy, móng lõm hơn là mấy chị ha. Rồi khi mà bị các cái tác động từ bên ngoài mấy chị thì nó dễ bị tổn thương nha, dễ bị lõm rồi bị tổn thương hơn người bình thường ha. Mình khám mấy thường mình có cái động tác là mình xùy cái tay mình ra so sánh tay bệnh nhân đó mấy chị, thì đây là tay người bình thường nè. À, nó hồng hào như thế này nha, còn đây là tay của một người thiếu máu ha. So sánh như là mình biết là cái tay của bệnh nhân nó trắng ha, nó xanh xao hơn ha. Tiếp theo cho em hỏi, Cảm ơn chị. có phải là tất cả những người bị tiểu đường thì móng tay đều lõm không? Tiểu đường đâu có biểu hiện làm móng trên móng tay đâu chị. Thì nó không bị thiếu máu không? Nếu mà tiểu đường, thật ra cái bệnh tiểu đường nó không có biểu hiện trên móng tay mấy chị ha, mình không thấy có biểu hiện trên móng tay nha, còn tùy thuộc là người đó họ có cái bệnh gì đi kèm hay không. Nhưng mấy chị để ý ha, trong bệnh tiểu đường á thì nó làm giảm, nó sẽ làm tổn thương các mạch máu, thì nếu nó làm tổn thương mạch máu ở đâu á, mà thường là toàn thân mấy chị ha, thì nó biểu hiện các cái triệu chứng của cái vùng mà bị tổn thương, hoặc cái vùng mà do mạch máu nó chi phối nha, thì trong đó nó cũng sẽ làm cho cái mạch máu mà nuôi cái móng tay á, nó Nó giảm, nó bị tổn thương luôn ha, thì cái móng tay nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nha. Rồi vậy thì mình thấy được cái lâm sàng, thì dựa vào cái lâm sàng ha, mình sẽ đi hỏi bệnh nhân là thời gian mà phát hiện ra triệu chứng thiếu máu đó bao lâu nha, rồi mình đi hỏi các cái triệu chứng, sau đó là mình đi khám các cái triệu chứng thiếu máu của bệnh nhân để mình định hướng xem là cái người đó là thiếu máu cấp, thiếu máu mạng ha. Thì không phải dựa vào thời gian không, nhưng anh chị còn dựa vào các cái triệu chứng ha. Rồi khi mà mình đã
định hướng được bệnh nhân họ thiếu máu cấp thiếu mạng rồi á, thì mình sẽ dựa vào cái xét nghiệm nữa ha, để biết là có thiếu máu hay không nha. Cái xét nghiệm thì sẽ cho mình là biết là có thiếu máu hay không, thì lát qua phần xét nghiệm mình sẽ nói thêm đến chị ha. Rồi dựa vào lâm sàng và vào các cận lâm sàng, thì khi mình đã định hướng được là thiếu máu cấp hay thiếu máu mạng rồi thì mình sẽ đi cái mức độ. Vậy thì đối với thiếu máu cấp á mấy chị, thì như mình nói lúc nãy là các cái triệu chứng đó, nó biểu hiện rầm rộ ha, các cái triệu chứng nó biểu hiện rầm rộ, thì thành ra mình dựa trên các cái triệu chứng đó để mình phân mức độ thiếu máu cấp. Thì ở đây người ta dựa vào 8 cái chỉ số mấy chị, 8 cái chỉ số để coi người bệnh nó có thiếu máu cấp ở mức độ nào nha. Vậy thì người ta dựa vào cái thể tích máu mất nè ha, dựa vào cái số lượng mà máu mất đó ha, dựa vào cái mạch, dựa vào huyết áp tâm thu, dựa vào nước tiểu, dựa vào tri giác, dựa vào hồng cầu, dựa vào hematuria là HCT mấy chị. Vậy thì nếu mà bệnh nhân họ bị mất máu á mấy chị, nếu mà mất máu mình biết được á ha, thì mình sẽ đi đánh giá cái lượng máu mất nha. Thì trong cái thể tích mất máu mất đây á, thì người ta đánh giá theo phần trăm nha. Thì mình sẽ coi thử là cái lượng máu mất đó so với cái tổng thể tích máu trong cơ thể là bao nhiêu phần trăm, thì tùy vào các cái ngưỡng này mình xếp vào nhẹ, trung bình hay là nặng ha. Vậy thì mấy chị thấy là đối với cái bệnh nhân mà ví dụ như là họ bị có một cái vết thương rồi đó, chảy máu ha, hoặc là ói ra máu nha, hoặc là ho ra máu, thì mình sẽ thấy được cái lượng máu mất ra ha. Tuy nhiên nó không phải là tất cả nha mấy chị, có hợp với bệnh nhân họ ói ra máu thôi, nhưng mà mình thấy cái lượng ói đó thôi, tuy nhiên là còn một cái lượng ở trong dạ dày của họ nữa ha, thì mình không có biết ha. Hoặc là họ ho ra máu nhưng mà còn một cái lượng máu ở trong các cái đường thở của họ nữa mà mình không biết ha, thì cái này nó chỉ tương đối thôi mấy anh chị. Vậy mình sẽ hỏi xem là bệnh đó là họ mất bao nhiêu máu ha, mình ước lượng là cái lượng máu mà mất ra bao nhiêu nha. Khi mình ước lượng được cái lượng đó rồi á, thì mình sẽ phải đi ước lượng coi thể tích máu của người đó là bao nhiêu ha. Thì người ta có công thức tính là đối với người trưởng thành đó mấy anh chị, thì cứ 1 kg thì sẽ 1 kg cân nặng á, thì sẽ có 70 ml máu ha. Vậy thì đối với những người 50 kg á mấy anh chị, thì có khoảng 3 lít rưỡi ha, máu của khoảng 3 lít rưỡi. Mình ước ước lượng vậy thôi mấy anh chị ha, mình ước đoán vậy thôi. Vậy thì ví dụ người đó mà họ ho ra 100 ml máu ha, thì mình sẽ so sánh với cái 3 lít rưỡi máu trong tuần hoàn của họ nha, thì mình coi thử là cái lượng máu mất ra là bao nhiêu phần trăm ha. Thì cái này nó cũng không có chính xác lắm đó chị ha, tuy nhiên mình cũng có thể sử dụng. Rồi nếu mình không không có ước lượng cái này, thì mình có thể sử dụng cái cách thứ hai, đó là mình ước lượng cái số lượng máu mất ha. Thì cái này mình chỉ cần biết số lượng máu mất thôi là được nha. Thì nó sẽ có dưới 500, từ 500 tới 1.000 ha, và lớn từ 500 đến 1.500 và lớn hơn 1.500 ha, mình xếp vào cái mức này. Rồi mạch thì mấy chị thấy á, đối với người bình thường á, mạch sẽ là từ 60 đến 100 ha. Thì cái mạch của cái người mà bị mất máu á, thì khi mà bị mất máu thì mạch nó sẽ tăng lên mấy chị, nên mấy chị thấy cái ngưỡng nó cao hơn chút này là 80 tới 100 ha. Tuy nhiên nó còn bình thường nha. Bình thường thì người ta xếp lại nhẹ, bắt đầu hết bình thường rồi ha, qua đây là không còn bình thường nữa, thì tăng lên từ 100 đến 120 là trung bình ha, trên 120 hoặc là không bắt được mạch đó mấy chị, có nghĩa là mạch nhanh mà nhẹ quá nha, mạch nhanh mà nhẹ quá không bắt được luôn á thì là nặng ha. Rồi về huyết áp thì người ta chỉ đưa ra cái chỉ số huyết áp tâm thu thôi ha, nếu mà còn trên 90 là còn bình thường á thì là nhẹ ha, còn bắt đầu dưới 90 rồi thì nó bắt đầu là tụt giảm huyết áp chị, thì nó sẽ chia thành hai cái ngưỡng ha. Rồi về nước tiểu thì nếu mà cái lượng nước tiểu còn bình thường đó mấy anh chị, thì là nhẹ ha. Mình hỏi nước tiểu bệnh nhân á, mình sẽ hỏi là cái lượng nước tiểu so với cái lúc mà họ khỏe á, nó có giảm đi hay không nha. Vậy thì nếu mà bệnh nhân họ nó giảm thôi á, thì nó vẫn xếp trong cái mức độ nhẹ ha, nếu nó giảm ít thì vẫn xếp trong mức độ nhẹ. Rồi qua cái mức trung bình á, thì là nước tiểu, đây là tiểu ít nha mấy anh chị, thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán tiểu ít đó là tiểu ít hơn 400 ml nước tiểu trong một ngày, trong 24 tiếng đó ha. Vậy mình có thể là mình cho bệnh nhân họ đông nước tiểu nha, và họ có thể tự đông bằng cách là họ đông vô các cái chai nước á, thì một cái chai vậy khoảng 500 ml thì cứ đông vô đó, đó mình ước lượng lại ha. Nếu mà nó dưới 400 thì bệnh nhân đó là tiểu ít nha. Còn cái mức độ nặng á, thì bệnh nhân sẽ vô niệu. Thì vô niệu đây không có nghĩa là hoàn toàn không có nước tiểu mấy anh chị. Cái tiêu chuẩn chẩn đoán vô niệu là tiểu dưới 100 ml trong 24 giờ ha. Thì mình cũng sẽ nói bệnh nhân là đông nước tiểu lại ha. Hoặc là mình đặt các cái
đặt cái thông tiểu á, để mình theo dõi nước tiểu nha. Rồi về tri giác thì tri giác thường nó diễn tiến theo một chuỗi là bình thường, nặng hơn chút nữa là vật vã kích thích ha, bứt rứt, nặng hơn chút nữa là bắt đầu ngủ gà lơ mơ ha, nặng hơn chút nữa là hôn mê. Vậy thì nếu mà bình thường là nhẹ mấy anh chị, mà nếu vô mấy anh chị thấy là bệnh nhân họ hơi kích thích rồi đó, họ hơi kích thích kiểu mệt mệt đừ đừ, hoặc là họ ngủ gà nha, thì là trung bình nha. Ngủ gà là cái tình trạng mà mình gọi bệnh nhân á, mình lay gọi bệnh nhân thì bệnh nhân họ tỉnh, mình hỏi họ trả lời, tuy nhiên mình vừa hỏi vài giây sau là họ lại chìm vào giấc ngủ nha, và mình lại tiếp tục lay họ gọi thì họ tỉnh rất nhanh mấy anh chị. Mình lay gọi là họ tỉnh thôi, nhưng mà mình vừa không hỏi nữa là họ trả lời mình xong là họ chìm vào giấc ngủ nha, thì cái đó gọi là ngủ gà ha. Còn nếu nặng hơn nữa hôn mê nha. Rồi còn về hồng cầu thì hai cái chỉ số cuối là hai chỉ số cận lâm sàng mấy chị. Mình sẽ lấy mấy công thức máu ha, thì nó sẽ cho mình hai chỉ số này. Thì nếu mà số lượng hồng cầu trên 3 triệu á thì nhẹ ha, từ 2 triệu đến 3 triệu là trung bình, dưới 2 triệu là nặng. Còn cái hematuric đó là cái HCT đó ha, nếu trên 30%, người bình thường là khoảng từ 32 35 đó mấy anh chị nha. Còn đối với người người bị thiếu máu này thì nếu mà trên 30% là nhẹ ha, 20 đến 30 là trung bình và dưới 20 là nặng nha. Rồi, cái đó là thiếu máu cấp nha mấy chị. Còn về thiếu máu mạng á, các triệu chứng nó không có biểu hiện rầm rộ vậy ha, và nó bắt đầu nó biến đổi cấu trúc các cơ quan thôi. Thành thử là trong thiếu máu mạng người ta chỉ có đi sử dụng cái hemoglobin để người ta phân độ thôi nha. Vậy thì mấy chị thấy là nếu mà hemoglobin dưới 7 là nặng ha, thì nó mất máu nhiều rồi đó. À, còn nếu mà từ 7 đến 9 là trung bình, lớn hơn 9 là nhẹ. Tuy nhiên mấy chị có những người mà họ thiếu máu rất là nặng luôn, nhưng mà họ rất là bình thường, họ đến khám mình rất là thường nha, họ vẫn tỉnh táo vô, vẫn trả lời được này kia hết, họ không có vật vã gì hết nha. Mình thấy các cái chỉ số của họ nó chỉ tăng nhẹ thôi, mạch tăng nhẹ một chút thôi ha, hầu như là nó ít thay đổi lắm. À, và khi mình nhìn á, mình nhìn thì mình thấy cái người bệnh á họ xanh xao ha, và họ cái niêm của họ nó nhợt, thì mình khám mình mới thấy người bệnh đôi khi họ rất là bình thường đó chị, họ cũng sinh hoạt được như bình thường luôn ha. Rồi về cận lâm sàng thì thiếu máu thì chắc chắn là mình phải dùng cái công thức máu để mình phải làm cái công thức máu đó chị ha. Thì trong công thức máu mình sẽ quan tâm tới các cái chỉ số của hồng cầu. Thì khi thiếu máu mình sẽ thấy là số lượng hồng cầu nó giảm nè ha, hemoglobin giảm, HCT giảm. Rồi mấy anh chị lưu ý trong cái giai đoạn đầu á, đối với những cái người mà họ mất máu cấp á, đối với mất máu cấp á, có nghĩa là họ bị chảy máu ồ ạt á ha, ra thì ban đầu trong những tiếng đầu tiên á, những giờ đầu tiên á, đôi khi mình làm cái HCT nó không giảm đâu mấy anh chị nha. Nên thường trong cái mất máu cấp mình hay sử dụng thêm nhiều cái triệu chứng khác ha. Các HCT là nó là cái thể tích của hồng cầu so với thể tích của tuần hoàn á mấy chị, so với cái thể tích máu á. Vậy thì khi mình mất máu cấp giả, mình mất mất tất cả các thành phần trong máu luôn, thì các HCT nó đâu có giảm đâu ha. Rồi một thời gian sau, khoảng 6 tiếng sau á ha, khoảng vài tiếng sau, bắt đầu là cái cơ thể mình sẽ bù trừ lại cái lượng máu mất bằng cách nó huy động nước vô, huy động nước từ các cái mô kẽ đi vô trong tuần hoàn. Thì lúc này cái thể tích của hồng cầu so với cái thể tích máu á, nó mới giảm ha. Vậy thì trong mức máu cấp thì HCT nó sẽ giảm sau khoảng 6 tiếng nha. Rồi ngoài ra thì mình xem thử cái MCV ha, là cái thể tích trung bình của cái hồng cầu ha. Vậy thì cái MCV này mình sẽ đánh giá coi thử cái thể tích của cái hồng cầu á, nó còn bình thường hay không, hay là nó tăng hay là nó giảm nha. Thì nếu nó tăng thì mình gọi là hồng cầu to ha, còn nếu nó giảm thì mình gọi là hồng cầu nhỏ. Rồi về cái anh MCH, MCH thì nó là cái lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu nha. Lượng hemoglobin trung bình trong hồng cầu. Vậy thì MCH đây nó có thể giảm nha mấy anh chị, nó thường bình thường hoặc nó có thể giảm ha. Thì nếu mà nó giảm thì nó là nhược sắc nha, còn nếu mà nó còn trong ngưỡng bình thường thì nó là hồng cầu, đó là đẳng sắc ha. Rồi cái MCHC thì nó sẽ hỗ trợ thêm cho cái MCV và MCH ha, nó là nồng độ hemoglobin trung bình của hồng cầu nha, nó là nồng độ nha mấy anh chị, có nghĩa nó là cái lượng chia cho thể tích đó ha, thì nó củng cố thêm hai cái chỉ số trên. Rồi về cái RDW của mấy anh chị, nó là độ phân bố hồng cầu theo chiều rộng nha, thì nó sẽ cho mình biết là cái hồng cầu nó phân bố theo cái chiều chiều rộng của cái thể tích
cái thể tích mà mình khảo sát á. Vậy thì khi mà cái RDF đi lên trong ngưỡng bình thường á, thì có nghĩa là các hồng cầu này nó đều nhau nha, nó đều nhau. Còn nếu mà nó biến động thì cho mình biết là những cái hồng cầu này kích thước của nó không có đều nhau ha. Rồi ngoài ra thì nó có một cái chỉ số nữa là hồng cầu lưới mấy anh chị. Hồng cầu lưới thì nó không nằm trong công thức máu nha, mình phải đề nghị thêm ha. Thì hồng cầu lưới đó nè, thì bình thường mấy anh chị khi mà hồng cầu được tạo ra thì nó được tạo trong tủy xương ha. Và nó sẽ có những cái, nó sẽ phải trải qua những cái quá trình để nó trưởng thành. Thì khi mà nó tới cái giai đoạn hồng cầu lưới là nó sắp trưởng thành rồi mấy anh chị, thì bắt đầu là nó sẽ ra ngoài ngoài máu ngoại vi ha, nó bắt đầu từ cái tủy xương ra ngoài máu ngoại vi nhưng mà ra ít thôi, và phần lớn nó vẫn nằm trong tủy xương nha anh chị, và nó trưởng thành rồi thì nó mới bắt đầu ra máu ngoại vi ha. Thì thành thử là hồng cầu lưới trong trường trong trong người ở người bình thường của anh chị nó có một lượng ít thôi ở máu ngoại vi ha. Rồi còn đối với thiếu máu á anh chị, tại vì khi thiếu máu vậy thì nó sẽ tăng, nó sẽ kích thích các cái tủy xương nó tăng tạo hồng cầu. Vậy thì khi tạo hồng cầu mà thì nó sẽ làm tăng cái lượng hồng cầu lưới này đi ra, tăng cái lượng hồng cầu lưới, rồi hồng cầu lưới này là tăng đi ra ngoại vi ha, thì mình sẽ thấy cái hồng cầu lưới này đã tăng lên nha. Mình làm mình xét nghiệm máu là mình dùng máu ngoại vi á mấy chị, thì mình sẽ thấy hồng cầu lưới đã tăng lên ha. Có nghĩa là nó cho mình biết là tủy xương của mình nó còn đáp ứng cái bằng cách là nó kích thích nó tạo ra hồng cầu ha. Còn nếu mà nó không tạo ra hồng cầu thì coi chừng cái nguyên nhân thiếu máu là tại tủy nha. Coi chừng là do tủy xương nó không tạo ha. Rồi vậy thì mình đi vô các cái nguyên nhân gây thiếu máu ha, thì mình thấy ở đây là có bốn cái nhóm nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất là do chảy máu, thì chảy máu này có thể là chảy máu cấp, cũng có thể là chảy máu mạng, chảy máu kiểu rỉ rả lâu ngày ha. Thì đối với chảy máu cấp thường nó hay ra gây ra thiếu máu cấp á mấy chị, thì có thể là chảy máu qua vết thương nè, qua ói ra máu, ho ra máu nè ha. Rồi trong cái chảy máu cấp này thì khi mà chảy máu vậy thì cơ thể bắt đầu nó thấy cái sự thay đổi rõ rệt, thì thành ra nó biểu hiện rõ các cái triệu chứng lắm anh chị. Còn đối với cái chảy máu rỉ rả thường hay gặp trong các cái bệnh lý như là dung sáng nè, hay tổn thương cái niêm mạc ruột đó mấy anh chị, làm cho máu nó cứ chảy rỉ rả trong đó và nó đi ra theo phân, mình không có biết ha. Mình không có thấy được máu, mình không có biết. Rồi khi nó chảy máu ít mà nó theo phân, nó đi ra theo phân nhẹ mấy anh chị, thì nó cũng không làm biến đổi màu sắc phân bao nhiêu hết ha, nó không làm biến đổi luôn. Vậy thì mấy anh chị để ý ha, cái này hay gặp trong các cái bệnh dung sáng, đặc biệt là dung mốc á nha. Mấy người nó sẽ làm tạo những cái vết thương ở trên cái niêm mạc ruột, có thành ra người đó họ bị chảy máu rỉ rả suốt vậy ha, và họ rơi vô cái tình trạng là thiếu máu mạc nha. Rồi ngoài cái nguyên nhân thứ hai á, thì là cái nguyên nhân do giảm sản xuất hồng cầu. Thì giảm sản xuất là do hồng cầu không được tạo ra mấy anh chị. Thì vòng đời của một hồng cầu mấy anh chị, thì khi nó được tạo ra ở tủy xương á, thì nó trải qua những cái giai đoạn trước khi trưởng thành là khoảng 7 ngày ha. Thì sau 7 ngày đó nó sẽ trưởng thành, nó đi ra máu ngoại ha, nó thành cái hồng cầu trưởng thành, nó đi ra máu ngoại vi. Thì nó ở trong máu ngoại vi, nó sẽ làm cái nhiệm vụ của nó là nó chuyên chở các cái oxy ha. Thì nó sẽ ở trong máu ngoại vi khoảng 100 đến 120 ngày nha. Thì nó kết thúc cái vòng đời của nó ở các cái hệ võng nội mô như là lách nè ha, thường là gan lách nè ha. Vậy thì trong cái vòng đời của nó, nếu mà ở bất kỳ cái quá trình nào mà nó bị ảnh hưởng á mấy chị, thì nó đều gây ra thiếu máu. Thì cái quá trình đầu tiên ha, đó là giảm sản xuất hồng cầu. Thì giảm sản xuất thì nó có thể là do là nó thiếu nguyên liệu để sản xuất nên nó hồng cầu, hoặc là do cái nhà máy sản xuất nó không, chỉ là không làm việc ha, nó không làm việc thì có thể là do nó bị tổn thương. Cái nhà máy sản xuất hồng cầu đó là những cái tế bào gốc không mấy chị, những cái tế bào máu ở trong tủy xương á ha. Vậy thì cái tế bào máu khác nữa nha, thì thường mấy chị thấy là nếu mà tổn thương cái tế bào gốc tạo máu á, thì thường nó ảnh hưởng tới các cái tế bào máu khác nữa, ví dụ như bạch cầu, tiểu cầu này ha. Rồi cũng có thể là tổn thương chỉ có mình hồng cầu thôi nha. Cái đó là do thường rơi vào cái trường hợp suy tủy á mấy chị. Suy tủy ha, là tổn thương các tế bào máu, tế bào gốc tạo máu ha. Rồi ngoài ra thì có thể do thiếu nguyên liệu, thì nguyên liệu tạo hồng cầu trong đó là có các cái protein mấy chị. Ngoài ra thì có sắt nè ha, có acid folic, có vitamin B12 ha. Thì nếu mà thiếu các nguyên liệu này nè, thì nó sẽ gây ra là giảm sản xuất hồng cầu ha. Rồi một nhóm nữa là nhóm tăng phá hủy ở cái chuỗi
cái giai đoạn cuối của vòng đời của hồng cầu á thì nó sẽ phá hủy nha. Thì thường hồng cầu này nó phải hoạt động khoảng từ 100 đến 120 ngày thì nó bị phá hủy, nó theo chu trình chết tự nhiên của nó. Tuy nhiên là có thể là vì bất cứ cái lý do nào ha, nó có thể làm cho cái hồng cầu này nó bị phá hủy sớm hơn nha. Khi nó phá hủy vậy, nếu nó bị phá hủy ở các cái hệ thống nội mô á, võng nội mô á, như là lách, thì nó sẽ làm cho lách nó tăng phá hủy, thì lách làm việc nhiều nó sẽ cường lách ha. Thì cái trường hợp mà bị phá hủy hồng cầu này người ta gọi là tán huyết mấy chị. Tán huyết này thì có thể là tán huyết cấp ha, cũng có thể là tán huyết mạng nha. Trường hợp tán huyết cấp hay là gặp trong các cái tai biến truyền máu á mấy chị, ví dụ như là truyền một cái nhóm máu nào đó mà nó không có thích hợp với cái máu người nhận á, thì nó sẽ vô nó gắn kết các thể kháng nguyên với nhau ha, và nó làm gây ra, nó phá hủy các cái hồng cầu, làm tán huyết cấp ha. Bệnh nhân họ sẽ bị tán huyết ồ ạt luôn nha. Thì khi tán huyết vậy á thì nó sẽ làm tiêu hủy các cái hồng cầu, thì nó sẽ gây cho bệnh nhân là thiếu máu ha. Ngoài ra thì khi tán huyết vậy mấy chị, cầu bị phá hủy nó sẽ sinh ra sắt, và nó sẽ cho ra sắt và các cái bilirubin nha. Hồng cầu bị phá hủy, các cái chuỗi các cái nhân hiêm mấy chị nó bị phá hủy, nó sẽ cho ra các cái bilirubin ha. Vậy thì bilirubin này mấy chị, nó là cái sắt tố mật á ha, mình học trong cái sinh lý gan á. Thì bilirubin này á, nó bình thường trong máu cũng có một cái lượng nhất định, tại vì hồng cầu luôn bị phá hủy mà ha. Nó hồng cầu trong máu á, nó sẽ tới một cái giai đoạn nào đó thì nó sẽ bị phá hủy, tuy nhiên nó phá hủy ở một cái lượng sinh lý thôi nha. Thì nên là luôn có cái lượng bilirubin trong máu. Tuy nhiên nếu hồng cầu bị phá hủy do tán huyết á, thì nó bị phá hủy nhiều, phá hủy ồ ạt, thì nó làm cho tăng cái lượng bilirubin trong máu lên, làm cho cái người bệnh họ có cái biểu hiện là vàng da ha. Tùy mức độ mấy chị, nếu mà tán huyết nhiều, tán huyết cấp á, thì bệnh nhân họ vàng da nhiều ha, vàng da cấp nha, vàng da diễn tiến trong giai đoạn vài ngày thôi thì họ vàng lên nhiều ha. Còn nếu mà tán huyết mạng trong các cái bệnh lý mạng á, thì bệnh nhân họ sẽ vàng da ít ít, nhưng mà vàng da từ ngày này qua ngày khác nó tăng lên từ từ. Rồi ngoài ra thì có một nguyên nhân nữa, đó là do phối hợp các nguyên nhân trên nha. Có thể vừa có tán huyết vừa có chảy máu ha, có thể vừa suy tủy vừa có chảy máu ha, phối hợp những cái nguyên nhân phía trên. Rồi vậy thì cái đó là về nguyên nhân theo cơ chế nha mấy anh chị. Còn khi mà người ta khám một bệnh nhân á, người ta khám về mặt lâm sàng rồi, người ta đề nghị cận lâm sàng ha, thì trong đó công thức máu là quan trọng nhất. Thì như nãy mình phân tích cái công thức máu cho mấy anh chị xem á, thì cái số lượng hồng cầu, hemoglobin với lại là cái HCT á, nó sẽ cho mình biết là bệnh nhân họ có thiếu máu hay không nha. Và chủ yếu dựa vào cái hemoglobin đó nha mấy anh chị, cái đó là chắc chắn nhất ha. Rồi sau đó mình xem các cái chỉ số là MCV, MCH để mình coi thử cái thiếu máu này là hồng cầu to hay hồng cầu nhỏ, là đẳng sắc hay là nhược sắc ha. Thì khi mà mình đọc cái công thức máu xong rồi á, thì mình sẽ biết là cái tình trạng máu của bệnh nhân này là đọc cái hemoglobin á, thì mình biết được là có thiếu máu hay không nè ha. Rồi sau đó mình sẽ đọc cái MCV, MCH coi thử nó là thiếu máu gì nha. Thì dựa vào cái công thức máu, người ta chia thành các cái nhóm nguyên nhân. À, ví dụ nếu mà mình đọc mình thấy cái HCP, HB nó giảm là có thiếu máu ha, mà mình thấy cái MCV nó giảm có nghĩa là thiếu máu hồng cầu nhỏ nha. Thiếu máu hồng cầu nhỏ thì có hai cái bệnh lý thường gặp với mấy anh chị là thiếu sắt, thiếu máu do thiếu sắt và thiếu máu do thalassemia ha. Thì mấy anh chị lưu ý cái chỗ này ha. Thường cái thiếu máu do thiếu sắt là do thiếu máu do thiếu nguyên liệu á mấy anh chị, thiếu sắt để tạo hồng cầu ha, là thiếu nguyên liệu nha. Vậy thì khi thiếu sắt thì thường trong điều trị mình sẽ bù sắt ha. Nên ý là thường á, bây giờ mình có những cái thông tin truyền thông nó cũng mạnh nha. Ngày xưa cái thiếu máu thiếu sắt nó nhiều lắm anh chị, tuy nhiên là bây giờ người ta truyền thông cũng mạnh, thành thử là cứ thấy cái người người dân mình cứ thấy nhợt nhạt họ đi mua sắt về uống luôn nha, chứ họ không cần đi khám bệnh luôn. Vậy thì mấy chị phải lưu ý cái này ha. Thường á, nếu mà do chế độ ăn uống, do sinh hoạt á, thì bệnh nhân họ hay thiếu máu thiếu sắt nha. Tuy nhiên thiếu máu thiếu sắt này thì nó phải liên quan tới cái chế độ ăn uống của họ, hay là nó có cái bệnh lý gì cấp tính gần đây hay không ha, như vậy cái thiếu máu thiếu sắt nha. Còn nếu mà thiếu máu mà do bẩm sinh luôn á, thì coi chừng không phải nha. Thì mình có cái bệnh lý thứ hai, đó là bệnh lý thalassemia. Thalassemia là bệnh
bệnh bệnh thiếu máu tán huyết bẩm sinh đó mấy anh chị. Là cái bệnh này nó do bất thường gen ha, nó do đột biến cái gen và nó có di truyền nha. Thành thử là cái người bệnh họ đã bị đột biến gen rồi thì họ sẽ bị tăng tán huyết nha mấy chị. Cái này là thiếu máu tán huyết ha, thiếu máu tán huyết, thành thử là họ có tán huyết mạng nữa nha. Thì mấy anh chị sẽ thấy những cái đối tượng mà bị thalassemia này, họ vừa thiếu máu mà họ vừa vàng da nữa ha. Thì có thể là cái vàng da này á, nó là mạn tính và nó làm cái da của họ nó sạm sạm á, đôi khi mình sẽ không có nhìn ra nó vàng nha. Mình lưu ý với lại là tùy mức độ tán huyết mà nó có thể cho thấy là có vàng da nhiều hay ít nữa ha. Rồi cái bệnh thalassemia này nó khác ở trên á, là thường là dư sắt đó chị, chứ nó không có thiếu sắt nha. Đối với thiếu máu thiếu sắt là do không cung cấp đủ sắt, còn đối với thalassemia á thì nó hay là dư sắt. Vậy thì trong trường hợp mình chị sẽ thấy là, trong sinh lý á, là bình thường trong cơ thể mình á, sẽ có một cái lượng sắt nhất định, rồi trong chế độ ăn mình sẽ ăn vô mình sẽ bổ sung thêm sắt ha. Tuy nhiên là sắt này nó cũng sẽ được thải ra thành phân luôn để nó duy trì một cái lượng sắt nhất định trong cơ thể thôi ha. Vậy thì nếu mà chế độ ăn bị thiếu, không có sắt á, không cung cấp đủ sắt thì nó vô là thiếu máu thiếu sắt nha mấy chị. Thì cái thiếu máu thiếu sắt này lát nữa mình sẽ nói thêm sâu hơn ha. Còn cái thalassemia á mấy chị là do nó tán huyết, có nghĩa ban đầu là người đó cũng có một cái lượng hồng cầu như vậy, tuy nhiên cái hồng cầu nó bị phá hủy, nó bị tăng phá hủy, thì khi phá hủy như vậy nó sẽ cho ra các ion sắt. Ion sắt này nó sẽ quay lại để nó quay lại vô trong tủy xương, nó được kết hợp nó tạo ra hồng cầu á mấy chị nha. Vậy thì cái người đó họ bị thiếu máu ha, nếu mà thiếu ra mức độ vừa vừa thôi mấy chị thì có thể họ còn tự tạo ra được hồng cầu nha, còn còn đủ cho họ để dùng ha. Tuy nhiên nó vẫn thiếu nha mấy anh chị, thì cái lượng sắt nó sẽ được dùng lại nha. Còn đối với những cái đối tượng mà họ bị nặng á mấy anh chị, bệnh nền nặng á, thì họ cần phải truyền máu ha, họ cần phải truyền máu. Thì khi truyền máu vô á mấy anh chị thì là có nghĩa họ đang nhận hồng cầu, mà trong hồng cầu đó nó có sắt ha. Thì họ truyền máu thì họ nhận một cái lượng hồng cầu mà có sắt nó rất là nhiều. Khi mà nhận hồng cầu đã vô rồi á thì họ lại tiếp tục bị tán huyết ha, thì nó lại tăng phát hồng cầu đó, nó đưa ra các cái dòng sắt. Vậy thì họ cứ truyền máu vô xong rồi nó lại tán huyết, là đưa ra các cái dòng sắt, thì nó sẽ bị dư cái lượng sắt trong người của họ nha. Họ truyền máu càng nhiều thì dư sắt càng nhiều, mà dư sắt nhiều quá cơ thể mình nó không tự thải ra được ha, thì nó sẽ ứ sắt ở trong các cái cơ quan nha, và làm tổn thương các cái cơ quan ha. Rồi vậy thì không phải thiếu máu nào cũng bù sắt nha mấy chị, lưu ý ha, tùy nguyên nhân nha thì mình mới đi bù sắt ha. Còn đối với cái thalassemia mà nếu mà thalassemia không truyền máu thì không có dư sắt đâu mấy anh chị ha, phải là truyền máu nhiều á, truyền máu nhiều lần á thì họ mới dư sắt nha, tại vì trong máu nó có sắt ha. Thì những cái đối tượng mà truyền máu nhiều lần này thường người ta phải kết hợp thêm điều trị là thải sắt. Rồi cái nhóm là thiếu máu hồng cầu to, có nghĩa là hemoglobin nó giảm nhưng mà cái MCV nó cao, nó tăng trên ngưỡng bình thường ha, thì là thiếu máu hồng cầu to nha. Vậy thì trong thiếu máu hồng cầu to này á thì mình sẽ có hai cái bệnh lý thường gặp, đó là do thiếu axit folic và thiếu vitamin B12 ha. Thì hai cái này là tham gia là nguyên liệu để tạo hồng cầu mấy chị, nguyên liệu để tham gia vào quá trình tạo hồng cầu á. Vậy thì nếu thiếu những cái này thì mình bổ sung ha, thường là mình sẽ bổ sung. Rồi nếu mà trong cái bệnh cảnh là thiếu vitamin B12 mấy chị thì mình phải lưu ý một cái nữa ha, là coi nó có bệnh lý dạ dày hay không nha. Tại vì ở dạ dày của mình á, nó có cái tế bào thành á, ngoài ngoài cái chức năng các cái axit chlorhydrin ha, thì nó còn tiết cái yếu tố nội tại, giúp cho cơ thể hấp thu vitamin B12. À, nghe vậy thì mình phải coi thử là nếu bệnh nhân họ có các bệnh lý do viêm đế dạ dày mà sử dụng các cái thuốc PPI á, các cái thuốc ức chế bơm rồ tông á, thì coi chừng là ảnh hưởng tới quá trình hấp thu vitamin B12 ha. Hoặc là đối với những cái đối tượng mà bị cắt cắt dạ dày á mấy chị, à, thì mình cũng phải lưu ý cái này. Rồi cái nhóm thứ ba là nhóm thiếu máu hồng cầu đẳng bào, có nghĩa là hemoglobin nó thấp nhưng mà MCV, MCH nó nằm trong dạng bình thường ha. Thì thường là trong xuất huyết anh chị ha, nó chảy máu, cái hồng cầu nó hoàn toàn bình thường, tuy nhiên là bệnh nhân họ bị chảy máu ha. Hoặc là trong trường hợp tán huyết, cái hồng cầu nó cũng bình thường nha, nhưng mà vì một lý do gì đó mà nó làm phá hủy cái hồng cầu đó ha. Hoặc là trong các cái bệnh lý là suy thận mạn, thì suy thận mạn nó sẽ giảm tiết các erythropoietin đó mấy chị. Thì cái này chính là cái hóc môn mà nó kích thích
tủy tại hồng cầu ha, thì bây giờ nó giảm tiết các hóc môn đó rồi nha. Thì cái này nó thường do gan với do thận sản xuất ha. Giảm tiết các hóc môn đó thì nó giảm kích thích tủy tại hồng cầu thì bệnh nhân sẽ thiếu máu nha, và thường rơi vào thiếu máu mạng ha. Rồi một nguyên nhân nữa là do suy tủy, do tủy nó không không có làm việc, nó không tại hồng cầu ha. Rồi một số bệnh lý ác tính đó chị, một số bệnh lý ác tính thì nó cũng gây giảm giảm sản xuất hồng cầu ha. Rồi vậy thì đối với cái thiếu máu á, nó có nhiều nguyên nhân anh chị. Vậy thì mình biết được nguyên nhân gì thì mình sẽ đi điều trị phù hợp với cái nguyên nhân đó luôn ha. Thì ngoài cái chuyện điều trị nguyên nhân thì mình phải điều trị biến chứng, mình phải điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Thì trên lâm sàng những bệnh nhân thiếu máu sẽ biểu hiện của những cái triệu chứng thiếu máu. Vậy thì muốn điều trị những cái triệu chứng này thì mình phải truyền máu cho bệnh nhân ha. Nếu mà nhẹ nhẹ thì không cần truyền máu anh chị, mà nếu nặng thì phải truyền máu. Vậy thì nó sẽ có cái ngưỡng truyền máu ha, có cái ngưỡng truyền máu. Thì mình vô mình xét nghiệm máu, mình sẽ làm công thức máu thì mình sẽ coi thử cái hemoglobin nó ở ngưỡng nào để mình lựa chọn cho bệnh nhân là có cần truyền máu hay không nha. Thì ngoài cái thì ở điều trị của cái bệnh lý thiếu máu này mà anh chị, thì mình phải điều trị, mình phải xem xét. Đầu tiên mình phải xem xét coi bệnh nhân đó họ có cần truyền máu hay không ha. Rồi sau đó mình phải đi tìm cái nguyên nhân và mình điều trị đặc hiệu cho nguyên nhân đó nha. Vậy thì nói về cái truyền máu á mấy chị, cái truyền máu ha, thì mấy thì tùy tùy đối tượng, nó không có một cái ngưỡng nào cố định cho tất cả đối tượng đó mấy chị, mà nó sẽ là tùy với mỗi từng cái đối tượng khác nhau thì sẽ có những cái ngưỡng truyền máu khác nhau ha. Rồi tùy cái bệnh nền của cái đối tượng đó nha, tùy cái độ tuổi, tùy cái bệnh nền của đối tượng đó mà mình sẽ có những cái ngưỡng truyền máu khác nhau ha. Cái đó là cái bài thiếu máu mà chị có hỏi gì không? Cô ơi, Rồi mời anh. tại sao mấy bà bầu thường hay mua sắt uống ạ? Thực ra mua sắt uống nó là do mình không biết thôi mấy chị ha. Đối với các cái bệnh lý mà thiếu máu mà do thiếu sắt á, thì nó có thiếu máu có nhiều nguyên nhân lắm mấy anh chị. Thì trong đó có một cái nguyên nhân là do thiếu sắt, thì nếu thật sự là do thiếu sắt thì mình uống sắt thì mới có tác dụng ha. Còn nếu mà không phải do thiếu sắt á, thì mình uống sắt vô nó cũng thải ra phân hết thôi ha, cơ thể mình không hấp thu vô hết được đâu mấy anh chị, nó cũng sẽ thải ra phân hết thôi ha. Như thì ngày xưa mấy anh chị, người dân của mình ăn uống thiếu thốn á, thì thường cái bệnh lý thiếu máu thiếu sắt nó nhiều nha. Tuy nhiên bây giờ nó thiếu máu thiếu sắt nó không còn gặp nhiều như xưa nữa ha, mà nó hay gặp ở những cái đối tượng nhất định thôi nha. Thì thành thử bây giờ mà cứ thấy thiếu máu mà đi bù sắt là không đúng á nha. Còn đối với những cái phụ nữ mang thai á, thì tại vì là cái nhu cầu sắt của nó cao hơn ha. Khi mà họ mang thai thì họ cái nó cần phải máu nó còn dùng cho thai nhi nữa, thành ra cái nhu cầu sắt của nó cao hơn thì thành ra họ có thể bổ sung thêm thôi nha. Còn bây giờ thiếu máu mà uống sắt là không đúng nha mấy anh chị, mình phải đi tìm cái nguyên nhân là gì và mình điều trị đặc hiệu nguyên nhân đó ha. Thì mấy anh chị thấy á, là bây giờ có một cái nguyên nhân nữa là do là dung sáng, đặc biệt là con dung mốc ha, nó làm chảy máu rỉ rẻ ở cái đường tiêu hóa của mình á nha. Thì thường đối với những cái đứa trẻ ha, những cái đứa trẻ nhỏ hoặc là những cái người lớn tuổi đôi khi cũng gặp ha. Thì cái người bệnh họ sẽ bị thiếu máu, tuy nhiên họ nghĩ là do họ thiếu sắt, do chế độ ăn uống nó không có hợp lý, là tại vì khi mà gặp bị dung vậy mấy chị, ngoài cái chuyện là họ bị thiếu máu rồi thì nó trên đường tiêu hóa mà nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc ăn uống tiêu hóa thức ăn của họ, thì đôi khi làm cho họ nghĩ là chắc cái chế độ ăn của họ không có đủ á, thành ra họ nghĩ là nó do thiếu sắt, do bù sắt. Tuy nhiên không phải, cái này mình phải kết hợp là mình phải điều trị cái con dung nữa ha, thì mình ăn uống trở lại bình thường thì nó mới cải thiện nha, chứ bù sắt không mà không có đủ, không có đủ, không có đúng. Nói Cô cho chung là hỏi chút phải tùy theo nguyên nhân đó vậy. Rồi mời anh. ạ. Cái việc mà bù sắt một cách không có theo chỉ định của bác sĩ, mà ví dụ như người bình thường người ta có mua sắt về uống như vậy á, hoặc bà bầu người ta tự ý là mua sắt về bổ sung, thì khi mà bổ sung quá nhiều sắt cho cơ thể mà cơ thể không có cần đến thì liệu nó có gây đến cái tình trạng là ngộ độc sắt không ạ? Có thể với mấy anh chị thì nó có cái ngưỡng ngộ độc sắt đó ha, nhưng mà phải uống rất nhiều mấy anh chị ha. Còn trong cái những cái viên thuốc sắt thì thường nó cũng chẳng ảnh hưởng gì ha. Nếu mà mình uống theo cái chế độ là mỗi ngày theo cái lượng nhất định đó, thì cũng không ảnh hưởng gì ha. Nếu cơ thể mình thiếu sắt thì nó sẽ tăng hấp thu,
cái sắt đó vô trong cơ thể. Tuy nhiên nếu thường á, là không phải do thiếu sắt đó chị, hiện nay cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt nó cũng không có quá nhiều đâu. Thì thành thử là uống vô nó phí thôi, nó cũng đi ra theo phân thôi nha. Thưa cô ạ, có phải là thừa sắt thì bị tăng sắc tố tố ra màu tối không ạ? Đúng rồi mấy anh chị, thừa sắt nó sẽ bị đọng sắt ở trên các cơ quan đó, này tích lũy nó lắng đọng sắt ở trên các cơ quan đó, thì ở da nó sẽ làm tăng cái sắc tố da ha, nó làm sạm da nha. Còn ở các cơ quan khác nó cũng biểu hiện những cái triệu chứng nữa ha, đặc biệt là tới thần kinh nữa mấy anh chị. À nói thêm cái vụ uống sắt cho mấy anh chị ha, thì đôi khi mấy anh chị sẽ nghĩ là uống sắt vô á, nếu mà thiếu thì nó cung cấp thôi, còn nếu mà không thiếu á, thì nó sẽ thải ra thôi, thì cũng đúng anh chị ha. Tuy nhiên á, khi mà uống sắt á, nó sẽ làm những cái phân của mình màu đen nha, cái phân của mình nó sẽ có màu đen ha, mấy chị để ý á, nếu mà mình uống sắt thì cái phân của mình nó sẽ màu đen và nó hôi 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 á ha. Thì cái này á, mình đôi khi nếu mình uống nhẹ thì đôi khi mình sẽ bỏ sót các cái bệnh lý của đường tiêu hóa ha, tại vì cái phân đen thì mình sẽ không theo dõi được cái phân như thế nào hết, thì mình sẽ dễ bỏ sót những cái bệnh lý khác của đường tiêu hóa nha. À, cô ơi cho em hỏi là cái ví dụ người lớn tuổi mà thiếu sắt, nếu mà mình cho mua về uống á, thì mình uống tầm khoảng bao nhiêu thì mình ngưng nhé cô? Vậy là mấy anh chị thực ra thiếu sắt mình không cần uống thuốc sắt mấy anh chị, trừ những phụ nữ mang thai họ họ có thể bổ sung thêm thôi, hoặc là những đối tượng đặc biệt thôi. Còn những người mà chị em mà người lớn tuổi thiếu sắt thì mình chỉ cần bổ sung trong chế độ ăn là đủ rồi. Nên mấy anh chị thường là mình phải coi lại chế độ ăn á, mình coi thể thức những cái thức ăn nó đã ăn hợp lý hay chưa nha, có đầy đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng hay chưa, mình thay đổi mình chế độ ăn nó hợp lý lại là nó tự cải thiện thôi ha, chứ không nhất thiết là phải uống thêm. Rồi mấy anh chị thấy hiện nay á, cái thiếu máu thiếu sắt đó hay gặp ở trẻ em mấy anh chị, mà nó phải là những đối tượng rất đặc biệt luôn á. Mấy anh chị để ý ha, trẻ em mà vô có nhiều đứa khoảng 3 4 tuổi á, 2 tuổi đến 4 tuổi á, thì vô mà mình thấy nó xanh xao vậy, bàn tay của nó trắng trắng nhách luôn ha, cái niêm của nó thì rất là nhợt, xong rồi mình thấy nó cũng bụ bẫm anh chị, thấy nhỏ nó cũng bụ bẫm lắm, thì đôi khi mình sẽ bỏ quên mất là cái thiếu máu thiếu sắt nha mấy chị ha. Nhưng mà trước khi mình nói thiếu máu thiếu sắt, mình phải đi mình coi thử có bệnh lý gì khác hay không trước ha, thì tại vì trẻ em đôi khi nó có những cái bệnh di truyền mà mình trước đó mình chưa phát hiện á, thì coi hết rồi xong mình quay lại mình hỏi, mình làm cái công thức máu làm thêm cái sắt huyết thanh làm ferritin này kia á, là tùy nguyên nhân do mình nghĩ tới là thiếu máu thiếu sắt ha, mình sẽ đi làm cái đó thì mình thấy là cái sắt huyết thanh của nó thấp, ferritin của nó thấp luôn, thì mình nghĩ là đứa nhỏ nó bị thiếu máu thiếu sắt. Xong hỏi lại chế độ ăn của nó mấy anh chị thì rất đặc biệt nha, những cái đối tượng này hầu như cái chế độ ăn của nó gần giống nhau. Thì mấy anh chị biết rồi, cái đối tượng mà từ 2 tuổi cho đến 4 5 tuổi á, tụi nó lười ăn nhiều lắm ha, ba mẹ mà có thời gian á thì ngồi đút cơm cho con ăn, cố gắng cho nó ăn ha. Tuy nhiên mà không có thời gian là thôi không đút nổi thì tụi người ta cũng không đút luôn ha, hoặc là nó ăn rất là lười ăn, thì thành thử là đôi khi phụ huynh người ta không đút cho con họ được á, nó không chịu ăn thì họ sẽ cho nó uống sữa ha. Và những đứa trẻ này mấy anh chị để ý là những đứa nhỏ nó không thích uống sữa bột, nó không thích uống sữa công thức đâu ha, nó thích uống sữa tươi thôi, nó uống sữa hộp thôi nha, thì nó rất thích uống sữa hộp. Nó chịu uống sữa hộp thì thành thử ba mẹ nó nghĩ là uống sữa hộp cũng tốt thôi, cho nó uống nhiều thì càng tốt, tại vì nó đâu có chịu ăn đâu ha. Thì có những đứa nó uống một ngày 8 hộp sữa mấy anh chị ha, anh chị thử tưởng tượng là người lớn mình mà uống 8 hộp sữa là ăn còn không nổi nữa cho nói gì nó. Thì nó uống sữa như vậy á, nó thấy uống sữa nó dễ quá mà nó cứ cầm hộp sữa nó uống hoài luôn thì nó đỡ phải ăn ha, uống rất là nhiều, thành ra nó uống thì nó sẽ ăn không nổi, cái dạ dày của nó căng thì nó ăn không có nổi, thành ra nó càng lười ăn sữa được quá thì cho nó uống sữa, cứ nghĩ là uống sữa là tốt. Tuy nhiên mấy anh chị mở lại cái thành phần của mấy cái hộp sữa tươi á ha, mấy anh chị thấy là không có sắt hoặc là lượng sắt rất ít ha. Vì những cái đối tượng này tụi nó đã không chịu ăn rồi, nghĩa là chế độ ăn không cung cấp đủ sắt cho nó rồi, nó cũng không chịu uống sữa công thức luôn, nó chỉ uống sữa tươi thôi, thành thử là nó bị thiếu máu thiếu sắt do chế độ ăn của nó. Thì có những đứa mà nó thiếu máu tới mức độ phải truyền máu luôn mấy anh chị, thiếu cỡ đó luôn á, thì trong giai đoạn nó vô mà thiếu máu nhiều quá thì mình phải truyền máu cho nó ha. Tuy nhiên là sau đó nếu nó thay đổi chế độ ăn lại á,
giai đoạn đầu mình có thể là bù sắt cho nó nha, hoặc là mình cho nó chuyển uống sữa công thức ha, sau đó mình thay đổi chế độ ăn cho nó thì nó sẽ cải thiện. Dạ, rồi, cô ơi cho hỏi rồi, mời anh. Dạ, à, có trường hợp mà thiếu máu á, là bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị bằng cấy tủy á, thì cho hỏi có khả năng là thành công trong việc cấy tủy để sản xuất ra máu á, thì là có khả năng tốt không cô hả? À, cái đó trong trường hợp mà thiếu máu do suy tủy á mấy anh chị. Suy tủy có nghĩa là những cái tế bào gốc tạo máu á, nó không làm việc ha, nó bị tổn thương rồi, nó không tạo đủ máu cho cơ thể, thì lúc đó người ta sẽ phải cấy tủy vô ha. Cấy tủy là cấy cái tủy của người lành á đi vô trong cái tủy của người đó, người bệnh ha, thì để nó tăng những cái tế bào gốc tạo máu. Thì khi mà cấy tủy vậy thì nó thêm tế bào gốc tạo máu thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng thiếu máu. Tuy nhiên á, là khi mà cấy vô trong cơ thể của một người khác á, thì nó sẽ có cái phản ứng, nó sẽ chắc chắn là trong lúc điều trị nó sẽ có những cái tai biến phẫu thuật rồi nha mấy anh chị, cái đó mình không nói tới rồi hả. Ngoài ra nó còn có cái phản ứng miễn dịch nó đào thải á mấy anh chị, trong cơ thể mình á, nếu mà nó nhận biết cái gì của mình á thì nó không chống lại ha, còn nó nhận biết là không phải của mình á thì nó chống lại nha, thì nó sẽ sinh các phản ứng miễn dịch, nó sẽ đào thải, nó sẽ tăng đào thải ra. Thì đối với những người mà họ ghép mấy chị, ghép các cái tạng á ha, thì họ phải trong giai đoạn đầu họ phải dùng các cái thuốc ức chế miễn dịch ha, để cho cái hệ miễn dịch của mình đừng có đánh vô, đừng có chống vô cái tạng ghép đó trước đã ha, rồi sau đó từ từ để nó thích nghi nha. Thì nếu mà nó qua được cái giai đoạn đó, nếu mà ổn hết những cái giai đoạn đó thì sau đó cái tủy ghép vô á, nó sẽ giúp cho cơ thể tạo ra máu, thì người đó sẽ cải thiện cái chuyện thiếu máu. Dạ, cảm ơn cô. Rồi có hỏi gì nữa không mấy anh chị? Cô cho em hỏi chút ạ. Cháu nhà em 7 tuổi á, tối ngủ thì đang có hiện tượng bị co giật á. Em hỏi là cái hiện tượng co giật này là do thường như thế nào ạ? Em đâu không rõ. Lúc đó có sốt không chị? Dạ không ạ. Mà co giật kiểu gì chị? Hai lần ạ. Co giật kiểu gì chị? Là giật mình hay là giật tay giật chân? Cứng luôn ạ, giật tay chân cứng luôn ạ. Trong vòng bao lâu chị? Em với chị gái em bảo tầm một lúc ạ. Một lúc là bao nhiêu phút chị? 10 phút ạ, em không rõ lắm. Liên tục luôn hả? Buổi tối thì sẽ tầm 2 lần ạ. Tối nay cũng vậy? Vâng. Cứ tối bị ngày không làm sao ạ. Ý là nó mỗi lần nó giật vậy trong 15 phút liên tục luôn hả? Em chưa hỏi lại chính xác là nó có liên tục trong khoảng 15 phút hay không ạ? Ừ. Rồi, trong 15 phút đó thì chị phải hỏi lại chính xác ha. Tại vì các cái thông tin đó thì cũng chưa có rõ ràng lắm. Nếu mà thực ra nó giật cứng mà không biết là giật tay hay là giật chân hay là giật cả người nữa ha, mình phải hỏi lại cho kỹ cái đó. Rồi nếu mà giật trong 15 phút liên tục mà giật cứng cả người luôn mấy chị, thì mình nghĩ là chắc là chị hỏi chưa có đúng á. Nếu mà giật giảm 15 phút thì sao nó thở được chị ha? Mình phải coi chừng là nó có thở được hay không trong cái giai đoạn nó giật nữa nha. Thì mấy anh chị thấy là những cái đối tượng người ta giật á, thì người ta sợ là cái bệnh nhân đó họ thở không được ha. Mình phải quan sát cái chuyện là nó thở được không, bằng cách là mình nhìn quan sát cái lồng ngực có thở được không nè, quan sát cái da nó có tím hay không ha, các cái da, các cái đầu chi, các cái môi nè, các cái góc mũi nó có tím hay không nha, để mình đánh giá thử có thiếu oxy hay không. Thì cái này chắc là chị phải hỏi lại nha, chứ cái thông tin này chưa có rồi. Dạ vâng ạ. Rồi nếu mà mình lo sợ nó mới giật dậy từ bé đến các cơ sở y tế để khám, có chừng có động kinh ha. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Rồi bác chị còn hỏi gì nữa không? Rồi nếu mà em chị không hỏi gì nữa thì chiều nay 1:30 mình sẽ học tiếp mấy chị ha. Chiều nay mình sẽ học bài sốt xuất huyết với lại là sốc phản vệ ha. Sốc phản vệ nha mấy anh chị. Rồi hiện tại cũng đang mùa sốt.